tối xuống thấy rõ, giờ còn sáng mà. Cá chỉ cần giật một cái là chuyển đỏ đi, chuyển đỏ. Đó, mới chuyển không? Sơn mới thấy không? Đó. À đúng rồi, Đó. Thấy à? Có. Có chuyển màu. Đó. Nó chuyển màu đỏ rồi. Đi xì không? Cái có nhịp không? Có nhịp liền dính vậy này, có nhẹ mà nó đồ chuyển liền hay á. Mấy bạn ấy còn đụng nhỏ, phát là đụng nhẹ xuống là nó đã đổi màu rồi. Đó, có đó. Đúng rồi, nó bao đúng. Thấy không? Bao đúng không? Má có rờ siêu vô một chút là. Nhưng mà khi nào mạnh thì mình mới giật, phải không? Hay á, đồ. Tưởng nó hư. Cao. Cao đổi màu. Để thử rồi. Đây. Giá tới đụng nhẹ là đổi màu liền. Tối mới thấy càng rõ nữa. Không? Đấy, đấy, đỏ. Thấy không? Đỏ thấy không? Ừ. Nhúng này không? Đấy, đúng rồi. Thấy chưa? Đúng. Hay không? Được. Mới đầu nó đụng đất á, thì nó đỏ. Rồi. Xong nó đỏ, nó thấy nó đỏ lại là đầu cá kẽ. Cậu đêm này là tôi thấy rõ luôn. Cậu đêm cứ thấy đỏ giật thôi chứ. Rung riết thấy khỉ gì rung, mắt cận cũng thấy không sợ. Thả phải ngay chỗ cái ổ của nó đó, xếp vô liền đỏ liền không đó. Rung liền không, xanh đỏ nè, hay chưa? Đúng rồi, hay đỏ giật rồi dính. Giật tiếng hồ đầy rộng này quá. Tiếng đầy rộng cá luôn rồi. Giờ mẹ đéo câu ban ngày nữa, nắng. Chiều tối đã câu mát. Chiều. Có cái đèn nháy đâu mà. Chiều đem cái, một cái đèn để ăn ngồi màu nữa. Rồi. Ngồi về câu thôi. 8 giờ, 9 giờ về. Tối nay ăn mạnh nha, không sao. Ừ. Bình thường, không có cá bình thường. Đó này, thấy chưa? Đúng rồi, đó, xanh. Đó, đó. Ê, xây không? Dính liền, hay kìa. Đâu, không cần thấy phao rung. Đúng rồi. Má nhảy không à? Nhảy hơn mình á. Người mình đồ mà không nhảy bằng. Mình phải chờ rung. Thì nó cảm ứng bằng trọng lực mà thì thôi. Chính xác.
quá hay. Đi câu dài mà cá vừa tới rờ vô cái rồi. Giật mẹ rồi. Trúng chỗ đó. Đỏ lắm. Không. Đụng đất là đụng đỏ. Đụng đất phả. Kéo vô chút là nghe hộ nó. Phao đèn cảm ứng trọng lực hả? Lệch ổ nó không ăn ha. Kéo trúng cái chỗ nó mới ăn. Quá dưới đây chắc có một cái hố đó mà. À. Đúng không? Phải ngay ổ. Hố cá nằm ở đó. Đột cạn trong. Kéo về cứ thẳng đường lấy cái tim ngoài kia này. Đó, tim của trụ tay nấy kia này. Đó, ngay đây chắc đúng không? Hôm nay không lấy đèn chắc do là nó còn sáng quá, trời sáng quá mình không thấy rõ. Nó chuyển mình không thấy. Càng tối mình mới thấy rõ cái đèn đó. Đèn nữa. Chờ nữa. Ồ. Nhỏ. Đỏ mà không nhịp phao. Chờ đỏ mà nhịp là mới thằng lớn. Bây giờ giật sống quá to. Chè nó đâu chuyển màu. Vậy là sống, nó chịu sống được hả? À, đâu chuyển đâu. Cướp đàng vàng á. Đỏ lại là giật đồ. Sảy, bám mình rồi sảy. Bám vô rồi nha.
đó để đỡ chập đã, để đem cá vẫn ăn giữ nó giỡn. Cho nó hăng mồi đã, xây mồi mình mới giật. Kéo là nó đỏ, có độ kéo có lực kéo xuống đó. Kéo đây nè, kéo đoạn này nè, cảm ứng nó đổi đèn đỏ này. Quá được, quá tốt.